Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã đến với channel sửa chữa Bình Thịnh nha. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông để ủng hộ cho Thịnh cũng như cập nhật những kiến thức sửa chữa hữu ích theo ngày tháng anh em nha. Hôm nay Thịnh muốn giới thiệu với anh em đó là công tác thay mặt kính camera cho chiếc Samsung A7 đời 2018. A7 2018 này là chiếc smartphone đầu tiên mà Samsung sử dụng 3 camera anh em, nó ra mắt vào khoảng tháng 9 2018. Cái lúc mà thời điểm ra mắt thì chiếc thiết bị này rất là hot bởi vì các hãng bắt đầu chạy đua với xu hướng là tăng số camera lên. Đó, từ trước đây cam đơn lên cam kép, bây giờ chạy lên 3 4 5 cam luôn rồi. Thì đây là cái sản phẩm tiên phong của Samsung mà sử dụng 3 cam, một cái cam 24 MP, một cái cam 8 MP góc siêu rộng và một cái cam 5 MP để đo chiều sâu. Rồi, mình đi vào công tác thay kính camera cho sản phẩm này. Nhất kính camera là cái bộ phận nằm ở cái mặt lưng sau của thiết bị, anh em thấy nó che chắn ba cái camera của máy. Đây, trước mặt anh em đây là cái cụm kính cam zin của A7 2018. Thì thay kính camera A7 2018 nó có hai cái hướng, hai cái bộ phận để anh em muốn thay cái nào thì mình thay đúng cái đó thôi. Thứ nhất là thay riêng cái lớp kính này. Đó. Nếu mà máy anh em chỉ bẻ đúng cái lớp kính này, cái khung viền rồi vẫn còn sử dụng được, anh em không muốn thay, chúng ta thay riêng cái lớp kính này thôi. Khi mà thay riêng lớp kính này, chúng ta không cần mở máy ra, chúng ta không cần bung máy, chúng ta mở đúng ở cái vị trí cái lớp kính này thôi. Và ngược lại, với có những trường hợp cái khung viền này của anh em nó mớp méo, nó trầy xước quá rồi, anh em muốn thay luôn, thì chúng ta sẽ thay nguyên một cái cụm này. Để thay nguyên một cái cụm này, chúng ta sẽ mở cái nắp lưng ra và cái cụm này nó sẽ ốp lên từ đằng sau, nó ốp lên trước đó, cái nắp lưng của anh em. Rồi, trong quá trình sử dụng, nhiều khi mình đánh rơi va đập hoặc mình dắt xe nó cứng như tay dắt xe máy, hoặc là bỏ túi xách gì đó, nhiều khi lấy ra thấy nó bể mất tiêu cái kính cam, nhưng mà chúng ta vào chụp ảnh vẫn bình thường, rõ nét, không có bị đốm đen, không bị bể vỡ gì hết, thì chúng ta thay đúng cái lớp kính cam đó thôi. Ngược lại, nếu mà camera hư hỏng, ta phải thay vừa cái kính cam vừa cái bộ camera sau luôn, thì đương nhiên cái chi phí mà thay kính cam nó rẻ hơn rất nhiều so với thay cả bộ cam anh em ha. Vậy thì có lưu ý ở đây, nếu anh em thấy cái kính cam nó bể rồi, anh em phải sớm đi thay thế, anh em đừng có để vậy xài, bởi vì cái những cái ống len bên trong nó rất nhạy cảm với môi trường vật lý bên ngoài, khói bụi độ ẩm rồi, hoặc là những cái vụn kính nó rớt xuống, nó có thể làm hư cái kính cam bất kỳ lúc nào. Lúc này đây thì anh em sẽ thay, thay vì mình chỉ tốn tiền thay kính cam, mình phải thay luôn cái bộ cam ở bên trong, rất là uổng phí anh em ha. Đó, thì nhiều hình kinh nghiệm cái này rất nhiều anh em gặp phải tình trạng đó, anh em lưu ý cái điểm này nha. Rồi, thứ hai, cái công tác thay kính camera A7 2018 nó phụ thuộc vào hai yếu tố quyết định chất lượng của nó. Thứ nhất là cái mặt kính sử dụng để thay thế có tốt hay không. Như ở đây Thịnh thay thì anh em thì sử dụng đúng cái kính zin chính hãng. Kính zin chính hãng thì nó theo màu nữa. Kính máy xanh thì kính xanh, máy vàng kính vàng, máy đen kính đen ha. Ở trên thị trường có nhiều loại kính nhái lắm. Kính nhái thì nó cũng làm theo màu chứ không phải không, nhưng mà cái chất liệu nó kém anh em. Nó dễ trầy xước. Nó cái độ, và nói chung là nó không đảm bảo những cái thông số kỹ thuật, cả về cái độ trong của cái kính nữa, để mà camera nó soi ra ngoài cái chất lượng hình ảnh nó phải tốt nhất đó. Về chất lượng kính, thứ hai là về tay nghề của kỹ thuật viên tháo ráp. Nếu mà thay riêng cái lớp kính cam này để mà không có bung máy như nãy Thịnh nói á, thì cái rủi ro cao nhất đó là gì, đó là khi mà người kỹ thuật viên họ gỡ cái lớp kính bể ra, lớp kính này nó được dán chặt vào cái khung này, lúc này nó bị bể nữa. Khi họ lỡ gỡ cái lớp kính bể ra, nếu họ thao tác không chuẩn, những cái mảnh kính nó rớt xuống dưới ha, hoặc là cái dụng cụ họ chọt vô nọ, những cái cây nhíp rồi kia, cây lấy để họ lọc cái kính lên á, chọt vô cái cam có thể làm hư cái cam luôn em. Bởi vậy anh em ở vị trí người dùng, anh em hãy mang máy đến cơ sở sửa chữa chuyên để mình tiến hành, mình cho họ thay, và họ sẽ đảm bảo cho anh em, trách nhiệm của họ là bảo toàn cái bộ camera bên trong. Anh em, nếu anh em ở thành phố Hồ Chí Minh, em cứ liên hệ với Thịnh, Thịnh sẽ tiến hành thay thế trực tiếp và anh em đợi anh em lấy luôn, cái đó đơn giản. Mà nếu anh em ở xa, anh em có nhu cầu mua cái kính cam zin này về, thì anh em, nếu anh em có kinh nghiệm và có tay nghề, thì anh em hãy tự thao tác, còn không anh em cứ mang ra cơ sở sửa chữa nào gần nhà để họ làm cho mình ha anh em ha. Ok, Thịnh chia sẻ với anh em những kiến thức mà Thịnh xem là hữu ích và ở vị trí người dùng anh em cần biết, để mà khi gặp phải cái tình huống bể kính camera này, anh em có thể nhanh chóng phục hồi thiết bị về trạng thái tốt nhất. Nếu anh em có nhu cầu cần tư vấn giải đáp hay là bất kỳ vấn đề nào, anh em cứ trực tiếp liên hệ với Thịnh ha. Thịnh rất là vui được kết giao bằng hữu với anh em. Rồi, cảm ơn anh em.